Xin chào các bạn. Như đã hứa thì hôm nay tối nay mình sẽ live stream hướng dẫn các bạn về cái vấn đề mà diện trần chăm sóc cho những người bị các vấn đề về tim mạch. Thì mình đợi vài phút nhé để cho mọi người lên đông đủ thì mình sẽ hướng dẫn nhé. Mình tranh thủ chia sẻ cái bài viết này của mình lên một số trang mà mình đã hứa để cho mọi người cùng xem nhé. Và mọi người chuẩn bị các câu hỏi nhé, cần hỏi gì về cái chủ đề ngày hôm nay thì tranh thủ hỏi để mình cùng chia sẻ, cùng giải đáp thêm. Và mọi người đợi mình chia sẻ lên các trang nhé, sau đó thì mình cho mọi người lên đông đủ, sau đó mình sẽ cùng nhau chia sẻ về cái chủ đề ngày hôm nay. Ok, tại mình đã thấy một số người vào xem rồi. Xin chào Đỗ Mạnh Quân. Chào bạn Quân. Rồi, xin chào mọi người. Hơi chạm mí tóc xuống. Cho cao đẩy cái này lên chút. Rồi, xin chào mọi người. Mình đợi vài phút sau đó mình sẽ cùng nhau trao đổi về chủ đề vấn đề mà diện trần chăm sóc cho người bị tim mạch khi mùa đông về nhé. Xin chào Phương Thúy, xin chào Lịch Sương, xin chào Duy Vân, chào Minh Phương Bùi. Rất vui được gặp lại các bạn của ngày hôm nay. Thì hôm trước thì cái video lần trước ấy, mình có hứa là mình sẽ thường xuyên live stream hơn, nhưng mà cũng xin lỗi mọi người tại vì mình cũng rất là bận rộn. Thế thì các buổi tối là mình cũng bận dạy trong lớp diện trần buổi tối ở nhà. Từ tối thứ hai, tối thứ sáu và thứ bảy chủ nhật thì mình đi dạy cả hai ngày rồi. Thế nên là cũng không còn thời gian trống để có thể giao lưu với mọi người. Thì hôm nay mình vừa dẫn đoàn diện trần hơn 50 người đi thực tế diện trần tại Thái Bình. Thế nên là tối nay là mình cho lớp tối nghỉ. Thế nên là mình mới có thời gian tranh thủ để cùng giao lưu với mọi người. Thì cũng muốn là livestream từ tuần trước thôi, nhưng mà tại vì cũng bận rộn nhiều việc nên là cũng chưa có dịp. Thế thì hôm nay mình thấy là khi bắt đầu trời rét, mùa đông về thực sự rồi thì rất nhiều trường hợp phải nhập viện vì các vấn đề về tim mạch. Thế nên là mình thấy là cần thiết phải đưa ra cái chủ đề này, và biết đâu đấy diện trần sẽ giúp ích được ít nhiều cho những người bị các vấn đề về tim mạch. Chào Minh Phương Bùi, chào Nguyễn Thu, chào Đỗ Mạnh Quân. Chào thầy đẹp trai, cảm ơn bạn Quân nhé. Chào Hoa Thanh, chào chị Nguyễn Hương đến từ Bắc Giang nhé. Chào Thu Thủy Nguyễn, chào La Dương. Thì quay trở lại vấn đề tim mạch ấy, mình thấy là gì? Khi mà mùa đông đến về này, nó thay đổi nhiệt độ đột ngột. Thì nhất là đối với những người bị vấn đề về huyết áp cao thì hay gặp rắc rối nhất. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới người ta thống kê là gì? Thì những cái người bị huyết áp cao bị đột quỵ ấy, thì hầu hết 80-90% là do gì? Do không biết mình bị huyết áp cao, hoặc là gì? Hoặc là biết mình huyết áp cao nhưng chủ quan và coi thường nó. Có những người dẫu biết rằng hàng ngày vẫn đo mình ở huyết áp cao 160-170 nhưng mà vẫn cho rằng đấy là chuyện bình thường, tại vì vẫn thấy mình là khỏe mạnh. Tuy nhiên là gì? Có cái câu nói kinh điển là gì? Huyết áp cao là kẻ giết người nham hiểm. Theo mình dùng cái từ nham hiểm thì hay hơn là từ thầm lặng. Nham hiểm tại vì sao? Tại vì nó rất là đột ngột và bất ngờ. Và khi nó đã xảy ra rồi ạ, thì nó sẽ để lại những cái hậu quả rất là ghê gớm. Thì nó sẽ khiến cho những cái người mà bị huyết áp cao ấy, thì nó diễn ra một cách đột ngột và gây ra những cái tai biến. Và những cái người mà sau những cái đợt tai biến thì sẽ có mắc những vấn đề về di chứng của đột quỵ, ví dụ vỡ mạch máu não này, hoặc là có thể là khó khăn trong việc vận động, từ đó là trí tuệ sa sút. Và sau này dù có khôi phục đến bao nhiêu đi chăng nữa ấy, thì nó không bao giờ quay trở lại được cái tình trạng sức khỏe như ban đầu. Họ sẽ nhận thức, họ sẽ kém hơn và cái hệ vận động họ sẽ kém đi rất nhiều. Nếu mà đến với các phương pháp mà sau khi mà đã cấp cứu tại viện xong rồi mà sau đó ấy, mà đến với các phương pháp lý trị liệu hay diện trần hay các phương pháp xoa bóp bấm huyệt càng sớm càng tốt. Để càng lâu thì cái hệ vận động của họ càng khó khăn và cơ nó càng bị co vào, và như thế nó càng khó khắc phục lâu hơn.
Xin chào bác Nguyễn Thiện Trọng, xin chào Hoa Cỏ May, xin chào Dương Thu Hà, xin chào tất cả mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã đón chờ buổi livestream của mình. Thì mình tiếp tục với cái câu chuyện về cái vấn đề về tim mạch. Thế thì mình dự định là trong cái buổi livestream này á, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người những cái cách đơn giản nhất bằng diện chẩn. Để có thể là gì, biết đâu đấy mình sẽ phòng trừ được một số cái triệu chứng, rồi giảm bớt những cái nguy cơ của các vấn đề tim mạch gây ra. Trong đó mình sẽ nói đến những cái bệnh ví dụ như là huyết áp cao là một, thứ hai là huyết áp thấp, thứ ba là các vấn đề liên quan đến tim mạch ví dụ như là hở hẹp van hai lá, hở hẹp van ba lá, rồi rối loạn thần kinh tim, rồi vấn đề là tim đập nhanh, tim đập chậm, vân vân. Thì nói đến các vấn đề về cái hội chứng tim mạch ấy, và các vấn đề liên quan đến bệnh tim ấy, là một cái gọi là cái tim mạch ấy, là một cái cơ quan phức tạp nhất, có thể nói như vậy, trong cơ thể con người. Và khi nói đến chữa bệnh tim ấy, là người ta đã thấy ghê rồi, tại vì bệnh tim là trong một trong những bệnh phức tạp bậc nhất mà con người ta phải gặp phải. Thì trước đây khi mình đọc sách, mình thấy rằng cái ngành phẫu thuật tim ấy là một trong những ngành mà là phẫu thuật khó nhất trong các ngành phẫu thuật của các bộ phận. Vì cái cơ quan tim là nó phải làm việc liên tục và nó không thể nghỉ ngơi một phút giây nào cả. Vì vậy phẫu thuật đã khó rồi, bây giờ can thiệp dao khéo là vào cực khó và rất là tốn kém chi phí. Thế thì diện chẩn sẽ đóng góp một cái bước đầu trong cái công tác gọi là chăm sóc và hỗ trợ cho những người bị tim mạch. Thế thì mình sẽ đi ngay vào cái vấn đề đầu tiên, đó là vấn đề về huyết áp cao. Thế thì huyết áp cao ấy, thì như ban đầu mình đã nói rồi, cái nó rất là nguy hiểm. Phải dùng từ nguy hiểm cho nó thì mới chính xác. Thế thì vấn đề á, là những người mà huyết áp cao thì mình sẽ phải làm gì? Thì cái đó thì chắc chắn mọi người đã biết rồi, hoặc đọc trên sách báo, hoặc nhận được nhiều lời khuyên của bác sĩ, là bao giờ cũng phải đo huyết áp thường xuyên và có một cái chế độ sinh hoạt là đều đặn và kiêng những cái chất gọi là gây nghiện, những chất gọi là kích thích, ví dụ như là rượu, bia, rồi thuốc lá, rồi tránh kích động đến các vấn đề về tinh thần, tức là có một cái chế độ sống lành mạnh. Thế thì bây giờ nếu mà biết mình huyết áp cao rồi, ngoài cái chế độ sống ra, thế thì hàng ngày mình đến viện mình đo thì bác sĩ vẫn khuyên là uống thuốc, đương nhiên rồi. Mình và diện chẩn không khuyên là mọi người phải bỏ thuốc ngay lập tức khi mà dùng đến diện chẩn. Mọi người vẫn cứ phải có thuốc ở bên cạnh. Thế thì người huyết áp cao ấy phải có những thứ này bên cạnh này. Thứ nhất là luôn luôn phải có máy đo huyết áp, và phải đo huyết áp thường xuyên, một ngày có thể 3-4-5 lần, hoặc cứ khi nào cảm thấy bất ổn là lập tức các bạn phải đo huyết áp. Thứ hai là bao giờ cũng phải có thuốc hạ huyết áp bên mình, và nhớ là phải uống thuốc đều đặn. Nếu cứ đo mà cảm thấy huyết áp cao, chỉ số trên là vượt qua con số 140, chỉ số dưới là vượt qua con số 90, đều là phải uống thuốc hạ huyết áp rồi. Và nhớ đừng quên uống thuốc hạ huyết áp. Cái thứ ba nữa, theo mình nữa, là cần một cái gọi là cái bút kim của người bị tiểu đường ấy, cái kim châm loạn máu của người tiểu đường ấy, cái đó để mình phòng khi mà mình uống thuốc cao rồi mà mình không hạ được thì mình sẽ sử dụng những cái kim đấy. Tức là có ba thứ để mình sử dụng đó. Thì diện chẩn khuyên là vẫn phải thường xuyên uống thuốc và phải kiểm tra huyết áp đều đặn. Thế thì đối với diện chẩn thì mình có những cái cách thức nào để mình hướng dẫn và hỗ trợ cho những người bị huyết áp cao? Thế thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái thao tác này, một số cái cách thức này. Thì mọi người có thể là gì, chọn một trong những cách thức này để thực hiện, hoặc là thực hiện từ bước 1 đến các bước sau mà mình hướng dẫn. Nếu bước 1 mà các bạn thấy thành công rồi thì thôi, các bạn không phải làm gì nữa, và các bạn đo thấy là huyết áp nó về số bình thường rồi thì thôi. Còn nếu nó chưa ổn thì mình tiếp tục đến bước 2, bước 3 và bước 4. Đó. Thế thì thế nào được gọi là huyết áp cao? Huyết áp cao tức là khi mình đo bằng máy đo huyết áp, cái chỉ số trên nó vượt quá con số 140, chỉ số dưới mà nó vượt quá con số 90 thì đều được gọi là huyết áp cao. Nếu nó vượt quá chỉ số này á, thì mình sẽ phải làm gì với diện chẩn? Bước thứ nhất, các bạn này, các bạn sẽ dùng cái cây giò cào. Các bạn dùng cây giò cào hoặc là cây lan đinh này, thì các bạn lăn từ đầu cung mày đến cuối cung mày.
từ đầu cung mày cuối cung mày, các bạn lăn ở bên cung mày bên phải trước đó, độ khoảng 10 đến 20 đường như thế này, từ đầu cung mày đến cuối cung mày. Và cái thứ hai, các bạn lăn ở bên cung mày bên trái, từ đầu cung mày đến cuối cung mày đó, như này. Hoặc các bạn có cái cây cào nhỏ, cái cào nhỏ, nếu hộ anh cái cây cào nhỏ ấy, các bạn có cây cào nhỏ, các bạn sẽ cào từ đầu cung mày đến cuối cung mày như thế này. Đợi mình lấy cây cào nhỏ nhé. Đây, các bạn này cào từ đầu đến cuối cung mày như này, 10 đến 20 đường. Xong bên này rồi, các bạn đảo sang bên này đó. Nếu các bạn mà không có cái dụng cụ diện chẩn như thế này thì các bạn phải làm gì bây giờ? Thì các bạn có thể dùng tay, các bạn vuốt từ đầu cung mày đến cuối cung mày như này, 10 đến 20 đường. Thì khi họ đo huyết áp ấy, mà thấy mình ấy, huyết áp đã cao rồi, thì lập tức để nguyên cái máy đo đấy, không cần tháo ra, các bạn lập tức vuốt như thế này. Và đồng thời khi vuốt xong 10-20 đường rồi, lập tức các bạn đo lại huyết áp. Các bạn đo lại huyết áp. Nếu chỉ số huyết áp, ví dụ như nhé, từ 150 mà nó hạ xuống 140 thì tốt rồi. Nó chỉ giảm từ khoảng 5 đến 10 con số là rất đẹp. Thì có người học viên của mình nói rằng thấy huyết áp của chồng em mà em đo ấy, là bây giờ 168 rồi mà em vuốt nó xuống được đến 145 rồi mà nó không hạ nữa thầy ạ, nó không di chuyển gì nữa. Thì mình nói với bạn ấy rằng vuốt mà nó hạ từ 168 xuống 145 là quá đẹp rồi. Chỉ cần giảm từ 5-10 con số là rất là đẹp rồi. Rồi tiếp theo, nếu mình vuốt như này trong cái trường hợp ấy mà nó vẫn không hạ huyết áp thì các bạn phải làm gì tiếp theo? Bước thứ hai này. Bước thứ hai, nếu vuốt như vậy huyết áp không hạ thì các bạn gì? Dùng cái cây cào này hoặc là cây lăn đinh này, các bạn hãy lăn này, hai bên tóc mai, hai bên tóc mai này, từ trên xuống dưới 10 đến 20 đường, các bạn lăn nhẹ nhàng thôi. Cái cây lăn này nó chạy nhẹ trên mặt da thôi. Đấy, hai bên như này. Dùng cái giò lăn đinh nhá. Cái lăn đinh này có tác dụng làm mát này, từ trên xuống dưới. Hoặc là gì, các bạn có cây cào, các bạn dùng cây cào này, các bạn cào từ trên xuống dưới như này. Cào từ trên xuống dưới này từ 10 đến 20 đường. Và sau đó là gì? Các bạn đo lại huyết áp. Nếu huyết áp mà ổn rồi, giảm từ 5 đến 10 đơn vị thì các bạn có thể tiếp tục thêm một đợt nữa. Ví dụ các bạn đo là huyết áp 170 chẳng hạn, cào như vậy nó hạ được 10 đơn vị rồi, thì tiếp tục các bạn cào nữa, nó hạ xuống từ 170 xuống 160, và từ 160 giảm xuống độ khoảng 150. Nó giảm từ 10 đến 20 đơn vị rồi, đã là thành công rồi nhá. Thì ví dụ 170 xuống 150, sau đó là các bạn đợi lúc sau cào lại. Chứ trong một lúc các bạn đừng cho nó hạ quá. Có những người học viên của mình ấy, từ 170 mà hạ một lúc xuống 140, 135, như thế là nó hơi sốc. Và mình hướng dẫn là hạ một cách từ từ, một cách chậm rãi. Quan trọng là mình gạch mà nó hạ từ 5 đến 10mm thủy ngân đã là đáng quý rồi. Đó, chiêu thứ hai là cào hai bên cung mày. Nếu không có lan đinh, không có cào, các bạn dùng tay các bạn vuốt như này, nhẹ nhàng. Các bạn nhớ, khi mà những người mà bị huyết áp cao hoặc bản thân các bạn bị huyết áp cao ấy, thì các bạn nhớ là gì? Nhớ các bạn phải làm thật là nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Thì có những người á, mà lúc đó mà vội vàng làm rất là nhanh và mạnh thì lúc đó cẩn thận huyết áp nó lại tăng. Thì khi đó là tự nhiên mình phải áp lực mà mình phải vận động thì huyết áp nó lại tăng. Lúc đó mình phải làm chậm rãi như này, vuốt chậm rãi như này. Đó là bước thứ hai. Đến bước thứ ba. Bước thứ ba, nếu mà mình làm vuốt ở đây vẫn chưa ăn thua gì, thì các bạn này, mình đẩy xuống cái này xuống. Các bạn phải dùng cái cây lăn đinh này, lăn đinh đôi này. Các bạn lăn từ khuỷu tay này đến cổ tay này, từ khuỷu tay đến cổ tay như này, nhẹ nhàng này. Từ cũng 10 đến 20 đường như này, hoặc 10 đến 20 tiếng đếm. Sau đó các bạn lăn ở lòng bàn tay từ cổ tay ra đến các ngón tay như thế này. Đó. Rồi hết tay bên này rồi thì các bạn lăn sang tay bên kia. Cũng 10 đến 20 đường là được. Đó, sau đó ở bên này nữa. Đó, 10 đến 20 đường. Sau đó các bạn đo lại huyết áp. Nếu hạ từ 5 đến 10 đơn vị coi như thành công. Và các bạn làm hết một đợt, các bạn có thể làm sang đợt thứ hai. Được không nào? Thế đó là cách thứ ba, còn cách thứ tư. Cách thứ tư, nếu làm ba cách trước mà không được, bây giờ đến cách thứ tư này. Các bạn dùng tay này, các bạn vuốt bên này, dùng hai tay cùng một lúc cũng được.
vuốt hai bên này khoảng 10 đến 20 cái như thế này, vuốt từ đằng sau gáy ra phía trước cổ như này, vuốt chậm rãi như này, đó, vuốt chậm rãi như này, đó cũng từ 10 đến 20 đường, 10 20 đường. Rồi bây giờ tiếp theo, thế các bạn vuốt như thế rồi, bây giờ cái bước nữa tiếp theo này, một chiêu nữa này, thì các bạn sờ ở chỗ trước tai này, có cái chỗ lõm này, nơi mạch đập đi qua, các bạn đặt tay lên chỗ này, nơi mạch đập đi qua, và cái ngón này, ngón giữa này, các bạn vuốt trên cái vùng huyệt 26 này, các bạn tay cái thì đặt ở đây, tay phải đặt ở đây, và các bạn gạt từ trên xuống, cái này là giữa hai đầu cung mày, các bạn kéo từ trên xuống dưới như thế này. Các bạn riêng cái động tác vuốt này, các bạn có thể vuốt từ 2 đến 30 cái hoặc 20 đến 30 tiếng đếm. Đó. Vuốt nhẹ nhàng như này. Sau đó các bạn kiểm tra lại. Đấy là bước tiếp theo. Bước tiếp theo nữa này. Các bạn thấy này. Các bạn sẽ dùng tay như này. Đây là vùng trước tay, sau tay, các bạn vuốt từ trên xuống dưới như này. Đó, các bạn làm bên trái này. Hoặc các bạn có thể làm cả hai bên. Vuốt như thế này. Từ trên xuống. Từ 10 đến 20 cái, vuốt nhẹ nhàng như thế này. Đó. Thì cái cách thức này ấy, khi nào các bạn cứ cảm thấy là huyết áp tăng lên, hoặc mình cảm thấy mặt mình phừng phừng và mắt đỏ, hoặc cảm thấy bắt đầu có bức bối trong lòng, hoặc là bức bối ở đầu, bắt đầu đau đầu, thì các bạn vuốt như này. Tức là các bạn nghi ngờ mình có hiện tượng huyết áp cao thì các bạn làm các động tác này. Cứ động tác nào đến động tác nào mà các bạn cảm thấy dễ chịu, mà đo huyết áp thấy ổn rồi thì các bạn thôi. Nếu động tác nào mà chưa được thì các bạn tiếp tục chuyển sang các động tác khác. Thì các bạn nhớ xem cái video mà các bước mà từ đầu giờ mình hướng dẫn. Đó là các cách thức mà các mẹo đơn giản. Mình hướng dẫn là những cách thức đơn giản nhất để cho mọi người có thể thực hiện được. Tuy nhiên thì trong diện chẩn thì nó có rất là nhiều các phác đồ, các bộ huyệt, rồi các huyệt. Tuy nhiên thì cái đó thì các bạn phải học được hướng dẫn là xác định huyệt như thế nào thì các bạn mới làm được. Tuy nhiên trước mắt thì các bạn chỉ cần sử dụng những cái cách thức đơn giản này đã để hỗ trợ nhé, để hỗ trợ và để cắt cái cơn cao huyết áp, bước đầu là như vậy mà thôi. Còn để khỏi hay là như nào để được lâu dài thì bao giờ cũng phải tìm được nguyên nhân, và là các bạn làm một thời gian để theo dõi như thế nào, tại vì nó là cái cuộc chiến lâu dài mà không ai có thể nói là mình có thể chữa được ngay hay chữa khỏi. Mình đây chỉ gọi là gì, cắt cơn cao huyết áp. Ok, và các bạn nhớ rằng ấy thì buổi tối mà các bạn ngủ hoặc buổi đêm các bạn ngủ dậy thì trước khi ra khỏi giường ấy, các bạn lên tập 12 động tác xoa mặt của diện trần và xoay cổ tay của diện trần để cho cơ thể mình nó nóng dần lên và nó quen với môi trường bên ngoài rồi thì các bạn mới bước ra khỏi giường để mình đề phòng cái sự chênh lệch nhiệt độ ấy, giữa trong giường với cả nhà tắm. Ok, rồi đến cái trường hợp thứ hai là huyết áp thấp. Những người huyết áp thấp thì mình có những cái mẹo, những cách thức đơn giản gì để mình lập tức mình giúp cho tăng huyết áp. Thế thì bước thứ nhất mình có thể sử dụng cái cách thức này. Các bạn sẽ dùng cái ngón cái này, các bạn bấm vào, cái đây là rãnh nhân trung. Các bạn đẩy theo rãnh nhân trung thấp từ phía dưới lên trên. Bấm thấp lên trên như thế này. Các bạn đẩy thấp lên trên như này, giữ như vậy trong khoảng 1 phút, các bạn sẽ cảm thấy hơi đau. Thì cái cách thức này nó giúp cho những người huyết áp thấp ấy, làm tăng huyết áp. Trước mắt là nó sẽ làm tăng huyết áp đó, và sau đó các bạn đo lại huyết áp luôn. Đấy là cách thứ nhất. Tuy nhiên những cái cách mà áp dụng cho những người huyết áp thấp trong diện chẩn ấy thì cũng không được áp dụng cho người huyết áp cao, tại vì nó làm tăng huyết áp. Cái cách thứ hai này, các bạn dùng ngón trỏ này, hoặc là dùng ngón cái, các bạn đẩy phía sau hõm dái tai này, cái vùng hõm này, các bạn đẩy thấp lên trên. Các bạn có thể đẩy một bên hoặc có thể dùng cả hai bên, các bạn đẩy thấp lên trên như thế này. Giữ như này trong vòng khoảng 30 giây. Đấy, giữ như vậy trong khoảng 30 giây. Thì khi các bạn đẩy lên như này cũng làm cho huyết áp nó tăng lên. Thì các bạn có thể đo lại huyết áp để kiểm chứng. Cách tiếp theo này các bạn làm ngược lại so với chiêu mà mình hướng dẫn của cái người huyết áp cao hồi nãy. Người huyết áp cao thay vì vuốt như này và vuốt xuống thì các bạn đẩy lên trên như thế này. Đẩy lên trên như này. Đó. Rồi các bạn đẩy từ ngoài vào trong như này. Thì mỗi bên cũng từ khoảng 10 đến 20 cái. Đó. Thì cách thức này cho những người bị huyết áp thấp.
Thế thì ba cái mẹo vừa rồi để nó tăng lên tức thì thôi, còn để giải quyết tận gốc vấn đề huyết áp thấp thì các bạn vẫn bằng cái con đường là gì? Con đường là ăn uống thôi, con đường dinh dưỡng mà thôi. Rồi cách thứ bước thứ ba nữa là cái trường hợp của những người mà rối loạn thần kinh tim, những người mà hở hẹp van tim, những người mà leo cầu thang mà cảm thấy khó nhọc, vân vân. Thì cách thức chung đấy thì mình hướng dẫn mọi người có cái quả cầu gai của diện trần như thế này. Quả cầu gai diện trần như này. Thì mình hướng dẫn mọi người là dùng quả cầu gai và mình đặt trong lòng bàn tay và lăn như thế này. Thì cách này dùng chung cho cả những người huyết áp cao và huyết áp thấp và những người có vấn đề về tim mạch. Thế thì mình cứ dùng quả cầu gai và mình lăn tròn trong lòng bàn tay như thế này. Đó, các bạn xem này. Các bạn lăn tròn như thế này. Tròn như thế này. Đó. Từ khoảng gì? Khoảng 200 vòng. 200 vòng hoặc là 200 tiếng đếm. Đó, các bạn lăn như này. 200 tiếng đếm. Thỉnh thoảng các bạn để ra và lăn ở hai bên cạnh lòng bàn tay như thế này. Cạnh lòng bàn tay như thế này. Đó. Cạnh lòng bàn tay xong rồi thì mình lại lăn ở tay này. Thế thì kể cả những người huyết áp thấp hay huyết áp cao ấy, những người có vấn đề tim mạch mình đều có thể dùng quả lăn như này. Thế nếu mà các bạn mà hay bị nóng trong người ấy, mà lăn cái này mà cảm thấy táo bón ấy, đến mình bị táo bón ấy, thì các bạn chuyển sang dùng quả cầu đinh như thế này. Các bạn lăn này thì khi các bạn lăn quả cầu đinh sẽ cảm thấy mát trong người, cảm thấy mát trong người, dễ chịu. Thế thì tùy từng thể trạng mỗi người, người nào nóng quá thì người ta dùng quả cầu gai như thế này, người nào mà lạnh trong người ấy, thì người ta sẽ dùng quả cầu đinh thế này. Thì thường thường mình sẽ trang bị hai quả, lúc nào nóng thì mình dùng quả cầu đinh, lúc nào lạnh thì mình dùng quả cầu gai. Thế này mình cứ để hai cái quả này trong túi, cứ lúc nào rỗi là lại lôi ra lăn. Một ngày lăn 3 đến 4 đợt như này, mỗi đợt khoảng 200 vòng, 200 tiếng đếm, hoặc cứ bất kỳ lúc nào rỗi thì mình lôi cái này ra mình lăn, được chưa nào? Đấy. Và nữa là một cái trường hợp này nữa mình hướng dẫn mọi người. Khi mà những người mất ngủ ấy, nó cũng khiến cho huyết áp tăng, hoặc khi mà mình tinh thần mình căng thẳng ấy, huyết áp mình cũng tăng. Thế thì mình có cái quả cầu trơn như thế này, mình lăn trong lòng bàn tay như này thì nó cũng giúp cho mình an thần. Thì khi đó cái tinh thần của mình nó ổn định ấy, thì nó cũng giúp cho cái ổn định huyết áp. Được chưa? Đó. Rồi, tiếp theo thế thì có một cách thức nữa mình hướng dẫn cho các bạn. Khi mà những người mà huyết áp thấp hoặc những người có vấn đề về tim mạch ấy, và mình cảm thấy bất ổn ấy, thì mình có thể dùng cái cây cà giò này, mình gạch khắp mặt, mình gạch khắp mặt đây này, khắp mặt như này. Cứ thấy chỗ nào bế tắc hoặc chỗ nào mà thấy có điểm đau ấy thì các bạn ấn giữ vào đó trong vòng 30 giây, gạch như này. Thấy chỗ nào đau thì ấn giữ ở đó 30 giây. Gạch khắp mặt như này. Sau đó các bạn kiểm tra lại huyết áp. Và những người đó thì mình vẫn hướng dẫn cho mọi người là có một cái bài gọi là gạch 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Thì cái này mình hướng dẫn ở nhiều video trước rồi. Thì các bạn có thể bổ sung thêm cái động tác này hàng ngày. Mình sẽ dùng cái cây sao chổi này, mình gạch 6 vùng hệ bạch huyết, trong đó đây là vùng thứ nhất. Thì các bạn gạch như này khoảng 30 đến 50 đường hoặc 30 đến 50 tiếng đếm. Đây là vùng số 2 ở hốc mắt. 30 đến 50 tiếng đếm. Đây là vùng số 3 ở xung quanh viền mũi. Vùng số 4 ở hai bên đường pháp lệnh này. Vùng số 5 là ở ổ cằm. Vùng số 6 là ở xung quanh tai như thế này. Thì các bạn gạch cái 6 vùng này có thể ngày 1 đến 2 hoặc 3 lần. Vào mùa đông này á thì mình gạch cái 6 vùng này nó sẽ làm tăng cường sức đề kháng và nó sẽ làm ấm người. Thì cái này nó vừa là gì? Tăng sức đề kháng, vừa phòng và chữa bệnh và giúp cho những người mà có vấn đề tim mạch, không những là những người vấn đề tim mạch mà trong các bệnh khác, thì nó tăng cường sức đề kháng, làm cho người mình khỏe hơn và ấm hơn. Mình sẽ có thể có sức đề kháng để chống lại cái thời tiết. Ok, như vậy là mình đã trả lời xong những cái chủ đề mà hôm nay mình đặt ra. Minh Phương Bùi đặt câu hỏi là em hay bị huyết áp thấp hay bị hoa mắt chóng mặt. Thì đúng rồi, huyết áp thấp thì đúng là hay bị hoa mắt chóng mặt rồi. Thì lúc đó em cần phải làm tăng huyết áp bằng mấy cái động tác như vừa rồi mình hướng dẫn.
hoặc là mình có thể là uống một cốc nước gọi là muối gừng hoặc là đường gừng, hoặc là có thể ăn kẹo hoặc là bổ sung chất vào thì nó sẽ làm tăng huyết áp. Mình phương bùi người lạnh nhưng táo bón thì làm thế nào? À, người lạnh thì trong diện chẩn mình có những cái động tác mà làm cho người ấm lên rất là tốt, ví dụ như là hơi nhâm đốc làm ấm người rất tốt, hoặc cạch sáu vùng này rất là tốt. Tuy nhiên nếu mà bị táo bón thì em sẽ làm cái chiêu này của diện chẩn này. Mình sẽ dùng hai ngón tay này, mình đẩy từ bên này, chỗ này là ụ cằm này, đây là thẳng chính giữa mắt xuống, mình đẩy sang như này. Nhớ là từ bên tay phải ở bên phải sang bên trái, bạn đẩy như vậy 200 vòng để giúp cho cái việc đại tiện được tốt hơn. Đó. Đấy, bạn đẩy như vậy. Ok. Ok, mọi người có còn câu hỏi gì không? À, hương ngô viêm họng hạt cho em xin phác đồ với. Thì hương ngô ơi, bạn xem video trên Facebook của mình nhé. Trước mình có một cái video hướng dẫn về cái chữa viêm họng ở trên video của mình rồi. Đó. À, chào cô Thu Thủy Nguyễn. Ở diện chẩn ở Bắc Ninh đang họp và chúc mọi người họp vui vẻ và thành công nhé. Và chủ nhật này nhớ mọi người lên sinh hoạt câu lạc bộ diện chẩn Việt trên Hà Nội nhé. Bạn Hân Hân có hỏi là anh ơi cho em hỏi là em đang mang bầu tháng 4 mà cảm cúm thì làm thế nào được? À, cái vấn đề mà em đang mang bầu mà bị cảm cúm ấy, thì em có thể làm thế này. Em có thể gạch 6 vùng, tuy nhiên em bỏ cái vùng này ra và vùng này ra. Thì em chỉ gạch ở cái vùng này thôi này. Vùng thứ ba này xung quanh cánh mũi này, gạch 6 vùng bạch huyết đấy, vùng thứ tư là hai bên đường pháp lệnh này, vùng số 5 là vùng ụ cằm, vùng số 6 là xung quanh tai. Và nữa là em có thể gì, em có thể hơ cái mạch, dùng điếu ngải cứu ấy và cái ống hơ ngải cứu như cái video lần trước anh hướng dẫn rồi, cho cái này vào ống hơ, sau đó mình hơ từ mõm cụt đằng sau lưng của mình trên mặt da dọc theo cột sống lên trên tận cái chẩm đáy này, hơ bằng điếu ngải cứu nhá. Thì em hơ đến đâu nó sẽ làm ấm người đến đó và nó sẽ điều trị cảm cúm rất là tốt nhá. Và nữa là nếu mà em bị cảm cúm mà bị sổ mũi, bị đau họng ấy, thì mình sẽ dùng động tác này, mình xoa mạnh vào vùng trước và vùng sau tai như thế này để giúp cho cái việc gọi là hỗ trợ giảm thiểu những cái triệu chứng của cảm cúm đi. À, Lương Vân, mang bầu mà buồn nôn là nôn nhiều thì làm cách nào? À, Lương Vân ơi, thì có cách này rất là đơn giản bạn này. Bạn dùng cái ống hơ này, dùng ống hơ này, sau đó bạn hơ nhá, hơ từ mõm cùn cụt đằng sau lưng dọc theo cột sống lên trên tận chẩm gáy như này, như vừa nãy mình hướng dẫn. Thì bạn hơ ở đến đâu ấy, thì nó sẽ làm cho cột sống nó ấm lên đến đó và nó sẽ giảm thiểu cái triệu chứng nghén đi rất là tốt. À, hoa dại mình nói ở bệnh tim ở cái phần đầu rồi, bạn xem lại video nhé. Lê Kim Thông cho xin chữa phác đồ chữa đau vai gáy, cảm ơn thầy nhiều. Thì cái phác đồ chữa đau cổ vai gáy như này thì Lê Kim Thông này, thì mình sẽ dùng cái này, lăn cầu gai đôi nhỏ đây này, mình sẽ lăn hết hai vùng ở cơ thang này, vùng cơ thang như thế này, hết bên này á, bạn lăn khoảng vài phút, 3 đến 5 phút tại một vùng như này, nó nóng lên rồi thì mình sẽ chuyển sang mình lăn bên này. Đó. Sau đó là gì? Mình sẽ lăn hai bên vùng cổ vai gáy như này, lăn khắp. Sau đó bạn sẽ lăn dọc cho cột sống ở giữa và lăn cái này dọc hai bên cột sống. Đó, bằng cây này. Thì cái này nó khá hiệu quả, mà mình cũng là người có vấn đề vai gáy tại vì ngồi nhiều thì mình lăn cái này, mình thích nhất cái này. Thì nó làm cho vai gáy mình dễ chịu luôn. Bước thứ hai nữa này. Bạn sẽ dùng cái lăn sừng lớn này này. Đó. Dùng cái này. Bạn lăn trực tiếp trên cột sống, trực tiếp trên cột sống như thế này. Đó. Thì cái này nó cũng rất là dễ chịu, lăn độ khoảng vài chục đường như vậy. Và bước thứ ba nữa này, bạn có thể dùng cái búa này, dùng cái búa to như này, bạn gõ, bạn gõ gõ lên các vùng cơ như thế này, à, gõ lên các vùng cơ như thế này, gõ khắp vùng cơ, à, nó làm lưu thông khí huyết, làm giảm đau. Đó, sau đó các bạn sẽ dùng cái đầu gai này, bạn dùng đầu gai này, các bạn gõ gõ khắp lên vùng cơ này độ khoảng 3 đến 5 phút như vậy thì nó giải quyết vấn đề về về
về về co cứng cổ vai gáy, về thoái hóa đốt sống cổ rất tốt. Ngoài ra hàng ngày bạn có thể dùng xoay cổ tay như này cũng khá là tốt này. Xoay như này khoảng 200 vòng một ngày, có thể xoay thành 2-3 đợt như vậy. À, Hương Vũ, thầy có mở lớp ở Hải Phòng không? Hương Vũ ơi, thì hiện tại mình mới có chỉ mở lớp ở Hà Nội mà thôi. Nếu mà bạn muốn học diện chẩn ý, thì bạn có thể liên hệ với cô Khánh hoặc là bạn Ngọc Anh ở Hải Phòng nhé, để mình có thể theo học lớp diện chẩn ở trên Hải Phòng. À, về chữa mắt và chữa mỡ máu ấy, thì mắt thì mình sẽ có dự định sẽ có một cái live stream riêng về chữa về các bệnh về mắt. Còn Nguyễn Thị Linh thì hỏi về chữa mỡ máu với, thì có một cách đơn giản này. Thực ra thì trong diện chẩn có rất nhiều phác đồ để điều trị một cái căn bệnh. Tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn những cái đơn giản nhất các bạn thực hiện đã. Cái nào mà không được thì mình mới đổ sang cái khác. Thì cái đó ấy, thì các bạn thấy này, cái bên cánh mũi phải sang bên này, cái vùng này là đối với diện chẩn. Cái chỗ này này, cái chỗ này này, trong diện chẩn chỗ này là gan. Thì các bạn sẽ cào cái vùng này, này. Sẽ cào cái vùng này, này. Cào vùng tam giác gan ở bên phải đây này. Các bạn cào vùng này. Đấy. Mỗi ngày cào khoảng 3 đợt, mỗi đợt cào như này khoảng 50 tiếng đếm này. Cào như này. Sau một thời gian thì kiểm tra lại mỡ máu xem nhá. Em bị đau vai và vai kêu khục khục, em đã chữa hết đau nhưng vẫn còn khục, em chữa thế nào? À, cái này thì nếu mà bạn biết đến bộ tăng tiết dịch của diện chẩn ấy, thì bạn bấm cái bộ tăng tiết dịch của diện chẩn, hoặc là các bạn tập cái động tác xoay cổ tay này cũng rất tốt này nhé. Thủy Nguyễn, thầy ơi có lớp ở Hải Dương không ạ? Ở Hải Dương thì mình chưa có lớp bạn Thủy Nguyễn ơi. Thì hiện tại thì mọi người ở Hải Dương mà muốn học mình thì vẫn phải phi lên Hà Nội thôi. Thì cái lớp mới của mình ấy, thì sẽ khai giảng vào cái ngày mùng 3 tháng 12 này, vào lớp buổi tối. Còn lớp thứ bảy chủ nhật thì 29 tháng 12 sẽ học tại Kinh tế Quốc dân, sẽ học vào thứ bảy chủ nhật. Còn nếu ai gần cái khu vực ở Bắc Giang ấy, thì các bạn có thể đăng ký thì ngày mùng 1 này, tức là thứ bảy tuần tới đây, thì mình sẽ về dạy ở cái trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang. Mình sẽ dạy khóa căn bản ở đấy trong vòng 4 tuần nhé các bạn nhé. Các bạn ở Bắc Ninh hay là Bắc Giang hoặc các tỉnh lân cận đấy thì có thể đăng ký để học ngay trên khóa học vào cái tuần tới này, ngày thứ bảy. Quyên Mạc ơi, thì cái số điện thoại ở Hải Phòng thì có gì thì chat Zalo, chat Facebook với mình thì mình sẽ gửi cho nhé. Ok, như vậy là mình đã giải quyết được một số câu hỏi. Bị mụn trứng cá lâu năm kèm da nhờn thì làm thế nào? Tuấn Ngô, thì cái này thì thuộc cái lĩnh vực làm đẹp, thì có một buổi thì mình sẽ hướng dẫn riêng về các dụng cụ massage làm đẹp như thế nào nhé. Ok, rồi, đấy là căn bản như vậy. Thì còn một số câu hỏi khác hay như nào thì các bạn có thể inbox để hỏi mình, hoặc là các bạn có thể comment luôn trong cái phần này thì mình sẽ trả lời các bạn trong cái dịp tiếp theo. Các bạn vướng mắc chủ đề nào thì các bạn hỏi thì mình sẽ sắp xếp trong một buổi live stream để trả lời nhé. Thì còn rất là nhiều vấn đề. Lại có nhiều người hỏi quá mà cần phải trả lời. Thành Lương, chị em mới sinh em bé, sinh mổ ạ, giờ đang bị đau mỏi sống lưng, chữa mãi không khỏi ạ. Không biết có phải do lúc sinh mổ bác sĩ tiêm thuốc vào cột sống không nữa. Thực ra cái mới sinh em bé sau khi sinh mà bị mỏi sống lưng ấy thì cũng có thể là do tiêm thuốc vào cột sống lưng. Tuy nhiên bây giờ nó có rất nhiều nguyên nhân mà mình phải xác định rõ nguyên nhân nó là gì. Tuy nhiên trong diện chẩn thì mình vẫn có thể hỗ trợ được bạn Thủy Nguyễn ạ. Bạn sẽ dùng cái cây lăn cầu gai đôi đây này, cầu gai đôi này, bạn lăn khắp cái vùng lưng, lăn khắp vùng lưng cho chị bạn. Sau đó là gì, là dùng cái này lăn dọc hai bên cột sống, tức là để cột sống ở giữa và mình sẽ lăn dọc hai bên như thế này đó, lăn độ khoảng mỗi một vùng độ khoảng vài phút. Sau đó bạn sẽ dùng cái lăn sừng lớn này của diện chẩn này, lăn dọc trực tiếp trên cột sống, thì nó có tác dụng là gì, giảm đau rất là tốt. Mình đừng nghĩ hoặc là mình đừng đặt ý, cái mục đích, cái yêu cầu quá cao là phải khỏi nhá. Bây giờ mình chỉ cần làm giảm bớt cái triệu chứng của nó gì rồi, ví dụ đang đau giảm đau, đang huyết áp cao làm giảm huyết áp, đã gọi là thành công rồi. Còn chữa khỏi hay không nó là cả một tiến trình, muốn khỏi hay không mình phải đi tìm rõ nguyên nhân là gì,
và mình cần phải một thời gian, hoặc là gì, một mình diện trần không đủ sức, mình đông tây y không đủ sức, thì mình kết hợp các phương pháp lại với nhau. Tức là mình không bao giờ được có một cái nhìn ấu trĩ rằng là mình phải khỏi này, phải khỏi cái kia, hoặc là cái phương pháp này thần thánh, phương pháp kia thần thánh. Không bao giờ có chuyện như thế nhá các bạn nhé. À, Phùng Minh Kim, thầy ơi đang sốt siêu vi chữa như thế nào thầy ơi? Thì sốt siêu vi bạn này thì trước mắt ấy, mình cần phải làm gì? Đang sốt mình cần phải làm hạ sốt cái đã. Mình cần phải làm hạ sốt cái đã. Thì bạn sẽ đánh cái bằng cây sao chổi này, bạn có thể đánh 6 vùng. 6 vùng hoặc là đánh 8 vùng đều được. Tuy nhiên bạn sẽ dùng cái đầu ba chiêu của cây sao chổi này. Bạn sẽ gạch từ trên xuống dưới như thế này. Ví dụ 6 vùng này. Hoàn toàn dùng đầu ba chiêu. Từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, mỗi một vùng 30 đến 50 tiếng đếm. Đó. 30 đến 50 tiếng đếm. Cứ khoảng một tiếng đến tiếng rưỡi bạn lại gạch cái này một lần 6 vùng. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Gạch bằng cây sao chổi này 6 vùng. Từ khoảng 1 tiếng rưỡi bạn làm một lần để nó hạ sốt. Nếu gạch bằng cái này rồi thì mà người bệnh nhân vẫn còn nóng thì các bạn có thể kết hợp dùng cái cây lan đinh này. Các bạn có thể kết hợp dùng cây giò đinh này lan khắp mặt để hạ sốt. Để hạ sốt này, lan khắp mặt này. Hoặc hạ sốt nữa thì các bạn có thể dùng cái cây lan này, lan cầu đinh đôi nhỏ này, kéo dọc hai bên cột sống từ trên xuống dưới, hoặc là dùng lan đồng láng, lan đồng gai, lan dọc hai bên cột sống từ trên xuống dưới để có cái tác dụng hạ sốt. À, các bạn Minh Phương Bùi, họng có đờm thì làm thế nào thầy ơi? Thì bạn xem cái video trước mình có quay rồi nhá, livestream ở trên Facebook của thầy. Bạn Diệu Linh có chia sẻ là sốt siêu vi em dùng 6 vùng buổi sáng, 8 vùng trong ngày và dùng lan đồng hạ sốt 2 ngày con hết sốt thầy ạ. À, đó là một cách nhé các bạn nhé. Mình kết hợp 6 vùng, 8 vùng và kết hợp dùng cái lan đồng, những cái dụng cụ làm mát của diễn trần để làm mát thì nó sẽ làm hạ sốt rất là tốt. Và những cái người học viên của mình ấy, khi mà ứng dụng diễn trần vào làm chữa siêu vi ấy, thì không phải là mình gạch cái là nó hết sốt ngay lập tức được đâu, mà nó sẽ làm giảm sốt. Nếu người bình thường không làm gì, chỉ uống thuốc không ấy, thì đáng nhẽ người ta phải sốt độ khoảng 5-7 ngày, thì mình ứng dụng diện trần thì nó sẽ giảm thiểu, nó có thể là chỉ sốt độ khoảng 3-4 ngày thôi. Và sau khi sốt xong ấy, sau khi kết thúc ấy, thì những cái người đó thì cái cơ thể người ta đỡ mệt mỏi hơn những cái người mà không dùng diện trần. Đó là qua đánh giá của mình, tức là mình rút ngắn cái thời gian sốt và giảm thiểu cái hệ quả mà sốt siêu vi gây ra. Thì nếu mà các bạn có biết bộ huyệt nữa, các bạn có thể bấm bộ tiêu viêm giải độc liên tục một ngày 3 lần để giải cái độc đi. Và trong sốt siêu vi các bạn có thể bấm thêm bộ cầm máu tiêu viêm giải độc này và bộ cầm máu. Sau một thời gian rồi nó ổn rồi thì bạn bấm bộ bổ âm huyết khi mà nó đã ổn định rồi. À rồi ok, thôi đến giờ rồi, mình cũng hẹn các bạn vào các chủ đề khác trong những video sau nhé. Thì các bạn còn vướng mắc thì các bạn có thể comment trong phần này, có thể hoặc là inbox cho mình, thì mình sẽ có những cái video để trả lời trong các chủ đề tiếp theo. Bây giờ cũng gần 10 giờ rồi, thì mình sẽ sắp xếp thời gian để được giao lưu với các bạn nhiều hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi Facebook của mình, và lưu ý rằng các bạn là ngày mùng 1 tháng 12 này mình có một lớp học ở Bắc Giang, và mùng 3 tháng 12 mình có một lớp học buổi tối ở trên Hà Nội này, và 29 tháng 12 mình có lớp học thứ bảy chủ nhật trên Hà Nội. Thì các bạn mà muốn học thì trực tiếp, thực hành trực tiếp ấy, thì các bạn có thể đăng ký trong comment này hoặc gọi số điện thoại của mình đăng trong cái Facebook đấy. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi mình từ đầu đến giờ, và chúc tất cả nhà mình luôn mạnh khỏe và có một trái tim khỏe mạnh, và luôn biết cách để giữ sức khỏe cho mình, phòng chống những cái vấn đề liên quan đến tim mạch. Chúc mọi người một đêm ngủ ngon nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo. Xin chào.